Em xin kính chào toàn thể các bác anh, các quý khách đang xem video. Đấy. Thì hôm nay em vừa bảo dưỡng một chiếc Komatsu FG20-12. Chiếc này thì máy xăng ga các bác nhé, chạy được hai nhiên liệu xăng và ga này. Đấy, có chức năng là cơ bản này, càng dài mét rưỡi. Em vừa bảo dưỡng xong. Thì có một lưu ý rất là nhỏ cho các bác nào mà đang chạy xe xăng, xe ga hoặc là xe dầu nhé, là khoảng từ 6 tháng. Từ 3 đến 6 tháng là các bác phải bảo dưỡng lại xe nhá. Nhưng anh chị này chạy rất là ít. Đấy. Làm năng lượng mặt trời, làm điện năng lượng mặt trời. Đấy. Lốp thì em đã trang bị cho 4 quả rất là đẹp luôn, chạy hầu như là không có mòn luôn. Đấy, lốp đặc nha các bác nhá. Chạy thì ở trong kho nhỏ ngõ ngách thôi. Đấy. Đây thì có cả bình ga này, không chạy được xăng thì chạy được ga này, rất là tiện luôn. Đấy. Ví dụ trong đêm mà không mà xăng hết xăng mà không bán thì có thể lắp ga và chạy nhá. Đấy, chiếc này đem bán cách đây hơn 6 tháng rồi. Đấy, có hiện tượng là xe là không chạy được xăng. Thì em mới bỏ bình xăng ra vệ sinh thì rất là bẩn luôn. Đấy, các bác lưu ý là phải vệ sinh lại bình xăng, rất là bẩn luôn. Đấy, đây, máy đây. Đấy, bộ trí xăng, bộ trí ga này. Đấy, lọc liếc là phải thay tầm 6 tháng đến 1 năm các bác thay cho em nhé. Đấy, chạy rất là ít, kể cả chạy ít hay chạy nhiều. Cứ... cho em một cái can riêng, can đổ xăng và can đổ dầu riêng thì nó sẽ đỡ bị bẩn. Đấy. Thứ nhất là đổ thẳng trực tiếp từ cây vào. Đấy. Hoặc là các bác nào mà không có điều kiện thì có thể cho vào can. Đấy, đổ vào đây. Can này can riêng không á, lẫn tạp chất vào là rất là dễ gây hiện tượng chết và rất là khó chịu luôn. Đấy, xe xăng này cứ xăng sạch rồi là vệ sinh thường xuyên thì là chạy ok lắm ạ. Chiếc này em bán loanh quanh hơn 100. Đấy, giờ bán đi vẫn còn lãi cơ. Chiếc này rất là đẹp luôn, sơn zin toàn bộ luôn. Đấy, các cái ti thủy lực này. Con chiếc này chưa ra phát nào luôn. Đấy, FG20-12. Máy rất ngon luôn. Đấy. Bán cho anh chị làm năng lượng mặt trời. Đấy, chỉ có vệ sinh bình xăng này là lổ rất là êm. Đấy, lăng rất khỏe. Chiếc này đến 2 tấn rưỡi này. Hiện đang lưng 2 tấn rưỡi đây. Để thử xem có vấn đề gì không. 2 tấn 6. Đấy, lưng rất là ok. Đấy, các bác nào một lỗ xe xăng mà hơi khó lỗ thì các bác có thể vệ sinh lại chế. Hoặc là đây, các bác bật chìa khóa nên các bác đạp ga vài phát cho các xăng nó lên. Đấy. Đấy, lỗ ngay. Rất là êm luôn. Đấy, hiện tại thì em sẵn rất là nhiều xe xăng nhá. 1 tấn rưỡi các bác làm gỗ hoặc là làm các bác làm gỗ hoặc là làm vật liệu mà lưng nhẹ tầm từ tấn rưỡi thì có thể tham khảo các chiếc xe xăng này. Đây là chiếc xăng ga Toyota 1 tấn rưỡi đời 7 FG15. Đấy, hai lốp trước hơi sau đặc này. Đấy, dịch giá. Đấy, chiếc này thì là em đã sơn tỉa lại. Đấy, trước khi lấy xe này em sẽ vệ sinh bình xăng rồi làm tất cả các bác chạy ngon lành thì bắt đầu giao xe. Đấy, một chiếc Mitsu 2 tấn máy xăng này, rất nhiều máy xăng luôn. Đấy. Đây một dàn máy xăng luôn này. Chiếc này thì FG15-20 2005 này. FG15-18 2004 này. Rất là đẹp luôn. Toàn xe xăng đẹp thôi. Đấy, chiếc này thì là 75 triệu này. 75, 80, 85 rất là nhiều luôn. Đây, chiếc này thì FG15-16 này. Đấy. Chiếc này thì rất là rẻ. Toàn xe rẻ thôi. Mitsubishi máy xăng này tấn rưỡi này. Lốp thì gần như mới luôn. Đấy, các bác qua bên em là chọn lốp thoải mái. Đấy, rất nhiều xe xăng để các bác lựa chọn. Đấy. À, bên này thì có đây. Chiếc này thì 1 tấn rưỡi có gật gù này, máy xăng nhá. Hai lốp trước đặc, hai lốp sau cũng đặc luôn. FG15-17. Xe quá đẹp luôn. Chiếc này thì đẹp xuất sắc luôn ạ. Hoạt động có hơn 3.000 giờ thôi. Máy móc thì miễn bàn luôn. Đấy, giá tiền trục. Giá tiền trục thôi. Đây, tiếp tục là máy xăng. Xăng bên em có rất là nhiều, các bác có thể tham khảo này. 1 tấn rưỡi, 2 tấn, 2 tấn rưỡi. Các bác nào mà thích 3 tấn rưỡi em có thể kiếm cho xe bên Nhật về. Em này nhập trực tiếp. Chiếc này thì có Bati Badao này, chuối công Nissan. Đấy, chủ yếu vẫn dùng động cơ Nissan. Komatsu họ không sản xuất máy xăng nhá. Họ không sản xuất máy. Riêng dòng Komatsu nó không sản xuất máy nha các bác nhá. Kể cả máy dầu. Đấy. Đây các bác có thể tham khảo. Xe bãi xe xăng bên em rất nhiều. Đấy, cả xe xăng, cả xe dầu, xe ga, xe điện. Đấy. Rất nhiều luôn, từ 5 tạ đến 4 tấn. 5 tạ thì em có xe điện. Rất nhiều các dòng FE. Rồi là máy dầu Komatsu, Nissan, Komatsu.
Toyota, Mitsubishi, Sumitomo, rất nhiều nhá. Các bạn nào muốn quan tâm thì liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em nhé, 0379875765. Đấy, em để vận chuyển hàng toàn quốc, các bác trên mọi miền tổ quốc cần đến xe lăn alo cho em nhé, 0379875765. Đấy, xin trọng các bác đã theo dõi và ủng hộ kênh của em. Nếu các bác thấy hay thì cho em xin một like, một đăng ký kênh, bấm chuông để những thông báo mới về video của em ạ. Xin chào các bác trong những video tiếp theo ạ.